Xin kính chào tất cả các bác đã đến với kênh YouTube của Đồ Nhật Thanh Huyền. Vâng, hôm nay Đồ Nhật Thanh Huyền giới thiệu các bác một cái em máy xay Panasonic. Cái dòng Panasonic này thì không hề dễ gặp đâu các bác ạ. Ta sẽ xoay này, có hai cái mũi tên này, ta sẽ xoay này nhá. Hai mũi tên nó bằng nhau, thẳng hàng nhau này, chúng ta sẽ nhấc ra một cách dễ dàng được không ạ? Đấy, đây là cái cối xay. Em này thì dung tích là 700ml, cối thủy tinh luôn. Chúng ta có thể kiểm tra xoay cái nẫy này ra để lấy được cái phần lưỡi dao, ấn cái nút đây là để mở nắp. Và với cái dòng vít như thế này thì cái phần gioăng của nó rất là dày, cực kỳ là dày các bác nhé, rất là dày luôn. Còn nếu với dòng bình thường thì sẽ không dày như thế này được đâu ạ. Lưỡi dao titan, hai lưỡi bốn cánh các bác ạ. Và chúng ta sẽ xoay cái phần này, xoay cái phần mở khóa này ra là chúng ta sẽ lấy được ở phần bên trong này các bác nhé. 700ml. Và với cái dòng này thì lưỡi dao titan công suất là 240W. Panasonic về mã MX-X38, 700ml đúng không ạ? Sử dụng điện 100V. Và với công suất này thì các bác cần phải cắm qua cái đội nguồn tối thiểu là 350V A trở lên. Máy thì có phần bật và phần nhấp. Đấy. Phần nhấp này là để chúng ta có thể trộn mix các loại đá. Ta sẽ để này, để cái hình cái chữ nhật ở trên này và cái hình mũi tên tam giác ở dưới có thể bằng vào nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xay đá các bác nhé. Và Đồ Nhật Thanh Huyền thì đã chuẩn bị viên đá rất là to này rồi, chứ không phải là cái loại đá mà đá rơi tự động ở trong tủ lạnh. Nếu có loại đá rơi tự động thì nó viên rất là bé, còn cái loại to này thì nó dày hơn, nó dày hơn, cái độ cứng nó cứng nhiều hơn là so với cái đá rơi tự động kia. Đấy, nghe cái tiếng khọc cái được đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắm vào điện 100V các bác nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi xay đá luôn. Các bác nhìn giúp Đồ Nhật Thanh Huyền là để xay đá này thì cần mất trong bao lâu thời gian nhé. Đấy là cái phần xay. Và bây giờ là sẽ đến cái phần nhấp mic này. Bỏ tay ra là sẽ dừng nhé. Được không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra luôn. Các bác thấy rằng là trong vòng chưa đầy 1 phút mà hai viên đá to chà bá to bự như thế đã xay được như thế này. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Wow, nát tinh luôn các bác ạ. Video thì không hề có dừng luôn mà làm liên tục thì các bác nhìn thấy luôn. Đó, siêu nát luôn nhá. Wow. Và giá của em này thì bao nhiêu ạ? Giá của em này chỉ với là 1.400.000 đồng. 1.400.000 đồng mà các bác sở hữu ngay được một cái em máy xay sinh tố Panasonic khá là độc lạ, đúng không ạ? Vâng, công suất thì rất là cao, 240W. Và ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Và nếu như các bác thấy video hay hữu ích thì hãy ấn nút like ở phía dưới cũng như là ấn chữ đăng ký để có thể nhận nhanh nhất những thông báo từ kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Video xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.